Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2023 Thứ năm, tuần thứ 29 mùa thường niên Trích thư Thánh phaolô Lô Tông Đồ gửi tín hữu roma Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm Bởi lẽ xác thịt anh em yếu đuối như xưa anh em đã cống hiến chi thể anh em để làm nô lệ sự ô uế và sự gian ác Khiến anh em trở nên người gian ác thế nào thì giờ đây anh em hãy cống hiến chi thể anh em để phục vụ Đức công chính hầu nên thánh Thiện cũng như vậy vì xưa kia anh em làm nô lệ tội lỗi thì anh em được tự do đối với đức công chính vậy thì bây giờ anh em đã được những lợi ích gì do những việc mà giờ đây anh em phải hổ thẹn vì chung cục của những điều ấy là sự chết. Nhưng giờ đây, anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa, thì anh em được những ích lợi được đến thánh thiện, mà chung cục là sự sống đời đời. Bởi vì lương bổng của tội lỗi là sự chết, nhưng hồng ân của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa tạ ơn Chúa. Phúc thay người đặt niềm tin cây vào Chúa. Phúc cho ai không theo mưu toan kề gian a, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhào ban, nhưng vui thòa trong lề luật Chúa và suy ngâm luật Chúa đêm ngày. Phúc thay người đặt niềm tin cây vào Chúa họ như cây trồng bên suối nước trò sinh hoa trái đúng mùa lá cây không bao giờ tàn ua tất cả công việc họ làm đều thành đạt hốt thay người đặt niềm tin cây vào chua kẻ gian nga không được như vậy họ như vỏ trâu bị do cúng đi vì chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong phúc thay người đặt niềm tin cây vào chúa Alleluia, Alleluia. Chúc tôn đức vua đăng nhân dân chúa mà đến bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người, người chống lại hai và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời, chua, lời Chúa, lạy Chúa Kitô người khen Chúa. Cuộc chiến trừng kỳ, thầy còn mở phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Luca chương 12 câu 50. Suy niệm nơi mỗi người chúng ta luôn tồn tại hai tế cực đối lập, ánh sáng và bóng tối, Cả cuộc đời ta là cuộc chiến dài dẳng, đấu tranh trường kỳ giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Mang thân phận làm người, Đức Giêsu cũng đã phải khắc khoải trong cuộc đấu tranh này. Để hoàn tất ý định của Chúa Cha, người phải đương đầu với cám dỗ. Mắc theo chương 4 Chọn lựa ý cha trước cuộc tử nạn. Mắc theo chương 26 câu 42 Nhất là khi hấp hối trên thánh giá. Mắc cô chương 15 câu 34 Ngài đã sẵn lòng chịu phép rửa ấy để cứu độ nhân loại. Mời bạn là người ký hữu từ khi lãnh nhận phép thánh tẩy. Ta nỗ lực bảo vệ chiếc áo trắng thánh tẩy ấy trong cuộc chiến chống lại bóng tối, tội lỗi, thế gian. Ta mong muốn hoàn toàn thuộc về Chúa. Ánh sáng Ngài luôn chiếu tỏa trong cuộc đời mình. Tâm tình ấy có thể được diễn tả một cách trọn vẹn nơi thánh Augustino. Chúa đã dẫn nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Ngài. Ác hẳn, bạn đang phải đấu tranh một mất một còn, để ánh sáng sự thiện ấy đẩy lùi bóng tối sự ác trong mình. Bạn có mang nỗi khắc khoải như Thầy giê -xu không, hay cũng chỉ chiến đấu cầm chừng theo bản tính tự nhiên? Sống lời Chúa, tâm niệm mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ luôn chọn những giá trị của nước trời, hơn là những gì thuộc về thế gian. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa luôn muốn nhân loại trở về với Chúa là cổ nguồn mọi sự thiện hảo. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh để cũng sẽ chiến thắng cùng với Đức Kitô trong cuộc chiến trần gian này. Amen. Trích suy niệm Chúa hàng ngày. Xin cho con được thay đổi chính con một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đời đi của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới. Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được biến cải tất cả những người con đã gặp ở hàng ngày nhất là gia đình con bạn bè con và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi nhưng giờ đây tóc đã bạc răng đã lông ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào giờ đây tôi chỉ còn biết cầu nguyện như sau lạy chúa xin ban cho con ơn được thay đổi chính con. Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua. Người xưa đã có lý khi dạy chúng ta, tu thân, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ. Theo trật tự của cuộc cách mạng, thì cách mạng bản thân là điều tiên quyết. Một nhà cách mạng nào đó đã nói, chỉ cần 10 người như Thánh Francisco thành Assisi, thì cuộc kiện thế giới sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất cứ vị thánh nào cũng khởi sự, đó là cách mạng bản thân. Chúa Giêsu đã chuẩn bị 3 năm sống công khai bằng 30 năm âm thầm, 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Và lời kêu gọi đầu tiên của Ngài là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ai trong chúng ta cũng biết câu châm ngôn thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng thối nếu mỗi người ai cũng đốt lên ngọn đèn của mình nếu mỗi người ai cũng đóng góp phần ít ỏi nhỏ mọn của mình thì có lẽ thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo hơn vì lòng ích kỷ không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác chúng ta hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ mọn có khi vô danh của chúng ta một giọt nước nhỏ là điều không đáng kể trong đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại thì đại dương kia cũng sẽ chỉ là sa mạc khô cằn. Bài Trích sách Lẽ sống